Dạ, Tố Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Tố Lê đang đứng tại địa phận của thị xã Ninh Hòa. Nơi này là ở dưới chân của dốc Đá Trắng. Đây là quốc lộ 1A chạy xuyên suốt từ Bắc vào Nam. Từ nhà Tố Lê đến đây thì khoảng hơn 10 km. Về đây là cái địa phận của thị xã Ninh Hòa rồi. Sáng hôm nay Tố Lê đi trên chiếc xe của Tố Lê thì chở khá là nhiều quà. Đây là chiếc xe mà Tố Lê vừa mang sữa, mang quà, mang các loại bánh. Mà trên xe thì có hai cái túi gạo. Sáng nay thì Tố Lê dự định là sẽ đến mái ấm tình thương chùa Phật Bửu, trú tại Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa. Và bây giờ thì Tố Lê đang đứng tại cái địa phận giáp ranh giữa huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Bây giờ thì đến chùa Phật Bửu phải đến Lạc An, rồi từ Lạc An mới chạy xuống ở dưới Ninh Thọ thì chắc khoảng hơn mười mấy km nữa. Đây là cái vị trí thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ. Nơi này là chùa Phật Bửu nằm ở đây. Tố Lê lại tiếp tục đi nha. Dạ, Tố Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Tố Lê đang đứng tại chùa Phật Bửu thuộc thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Về nơi này thì cách trung tâm của thành phố Nha Trang chắc khoảng hơn 30 km. Cách nơi mà Tố Lê đang ở là cũng hơn 20 km về hướng Nam. Đây là một cái thị xã Ninh Hòa thì nó giáp ranh với huyện Vạn Ninh, nơi mà Tố Lê đang ở. Hôm nay là ngày nghỉ cho nên Tố Lê tranh thủ chở những cái món quà yêu thương đến cho các em nhỏ ở cái mái ấm chùa Phật Bửu. Trên chiếc xe của Tố Lê hôm nay thì có 2 bao gạo 20 kg, có mấy chai dầu ồ chiên của một người chị Thảo ở Mỹ tài trợ những cái phần gạo. Gồm ở đây thì có bánh với lại mấy cái oxy với lại 5 thùng sữa Vinamilk. Về có một cái bì thơ của người em tên Vân ở xe gửi về hỗ trợ cho mấy em ở mái ấm chùa Phật Bửu. Về đây là ngôi chùa Phật Bửu mà chùa cũng đã được xây cất lại từ sau khi mà cơn bão 2017 thì chùa đã được xây cất. Bây giờ thì Tố Lê muốn vào chùa để thắp nhang, sẵn quay luôn cái cảnh quan ở chánh điện của ngôi chùa Phật Bửu cho cô chú và anh chị và các bạn cùng tham quan nha. Hai bên thì có hai cái cây lộc vừng rất là đẹp nè. Ở đây chắc là mưa, có mưa lụt gì mà sao cô xây cái tăng cấp rất là cao.
với bà con. Dạ, đây là cái cảnh quan ở bên phải của chùa. Thì bên này có thờ tượng Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Về bên này là góc bên phải. Nơi này cũng có thờ Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là cái bàn tiếp khách của sư phụ. Dạ. Yeah. Dạ thưa sư phụ. Dạ. Dạ. Lần này đến thăm sư phụ thì thấy hơi tóc bạc hơi nhiều. Dạ, tóc bạc nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà cái mùa dịch Covid này mà thấy sư cô cũng ổn này, mừng lắm luôn con. Dạ. 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 Mấy cháu ở trong những cái phòng này không cô? Dạ dạ dạ. Bên này là trước đó thì các cháu ở bên này nè, nhưng mà do bây giờ mình bên kia nó rộng rãi hơn hả cô? Dạ, cho nên mấy cháu lại mình đưa qua bên cái mái ấm của chùa ở bên này. Dạ, bên đó một cái khu nuôi trẻ riêng. Dạ. Ủa cái mai này mai dẻ hay mai thiệt mà bây giờ nó còn bông vậy cô? Dạ mai thiệt chứ. Ủa sao bây giờ nó còn có bông mai? Dạ, sao thế? Dạ cái mai quý mà một khi nó rụng lá là nó có bông à. Ô bông, đẹp quá. Dạ bông suốt năm luôn. Hay mai này là mai tứ quý. Dạ, trời ơi nhìn mấy cây mai này nhớ Tết quá chừng luôn. Dạ thích lắm. Có bông suốt à. Dạ. Mở cửa lên vô hả? Đi, bây giờ thì tôi mang những cái món quà này qua bên cái mái ấm của chùa bên này để cho mấy cháu nó mừng. Đây là mái ấm nè, chùa Phật Bổ, thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập. Vô luôn hả em? Ô tiếc quá. Bánh nè con à, bánh đây. Bánh đây nè. À, bánh đây nè. Ôi trời. Em đi xíu về hả? À. Yeah.
sữa phụ không? Ôm sữa phụ không? Cái dài. Bên đây ôm nè con, bên đây ôm nè. Bưng nữa hả? Ôm được không? Đưa cô. Trời ơi. Quay cô nè. Quay cô Phật. Đưa lên taxi ra ngồi. Cô, chỗ mình nuôi là bao nhiêu cháu vậy cô? Dạ, thưa 54. Là tính người già, trẻ em, con nít gì luôn hả cô? Dạ, không, đâu người già, trẻ em nít là 67. Là tổng cộng 6, ố nặng không cô? Cái gì vậy vợ? Bánh, kẹo. Đóng cửa lại, đi vô con, đi vô. Từ từ để đó đi con, quay chụp hình trước đi. 1 2 3. Dễ thương quá. Dễ thương cô. Cảm ơn cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cho con hai cái luôn hả? Qua đi. Con nhận nè. Quay nhận lên. Có một cháu đang ăn bánh nè. Cháu này thì bị bệnh thương lắm luôn. Hai bên là những cái dãy phòng ngủ của mấy cháu ở đây. Tôi Lê muốn đi ra sau nhà bếp. Bây giờ để hơn 9 giờ sáng, chắc là ở nhà bếp đang chuẩn bị bữa ăn cho các cháu nè. Ủa, ở sau có mấy cháu đang ăn nữa à. Chào mấy con. Ủa, bữa nay nấu món gì cho mấy cháu ăn vậy em? Ồ, ngon quá chừng. Bún sườn heo hả? Dạ. Ồ, nấu một son ta nhiều hả? 54 em rồi người lớn nữa. Cái này là mình tự nấu hay cưng xéo để ca tài trợ? Dạ, sư cho tiền mua xương nấu á. Ngon quá chừng luôn. Mấy cháu nó vẫn ăn mặn cho em, chứ đâu có ăn chay đâu con. Ồ, ngon quá chừng luôn, hấp dẫn luôn. Dạ, ông đã tăng đồ để tăng được cái cho á, xong rồi Sao mấy cháu không xuống ăn luôn một lần hả em? Kêu nó xuống miệng tọc rồi em. Ồ. Miệng tọc rồi em. Đây của con nè. Con ăn tô bự. Con ăn tô bự hả? Em ăn tô nhỏ đúng không em? Nó rồi tô bự. Thôi được chưa, ăn tô bự cho. Không có ngỏ. Đây. Mấy tháng gì em? Mấy tháng gì? Con bước lên kia. Rồi mở ba niệm Phật nè. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cho con ăn đi. Ba lần mẹ. Mua nữa ba lần. Mấy cháu nhỏ thì lúc nãy đã ăn trước rồi. Lúc ăn trước mặt của cô đẹp quá hả? Mặt chú gớm quá hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, quay ra lau miệng đi nè. Tới lau miệng nè con. Lê trước thôi con. À, dễ thương quá. Vậy thôi. Thôi, được rồi. Cái giường này ai tài trợ hay là mình cô tự cô mua vậy em? Dạ không biết luôn. Uh-huh. Em ở đây mấy năm rồi em? Dạ lúc mà vô thì biết mới có 1 tuổi rưỡi. Em ở Xuân Sơn đúng không? Dạ không, ở Đại Bàng. Ở Đại Bàng ờ dạ. Lâu lắm rồi đó. Dạ, đúng rồi. Ở đây nè thương. Gặp không biết à, à. À, giờ biết rồi, cái con rồi. À. À. Bé con, bước lên nè. Đi lên đây. Bây giờ là đến giờ nghỉ trưa của mấy cháu nè. Những cái miếng nệm này, những cái giường chứ, đang xếp ra để mấy cháu nằm ngủ. Mà con chưa giúp. Nói gì con? Thôi, nói chuyện đi. Mở cái bánh rồi trong miệng không luôn. Mặt chú sao, mặt chú sao? Mà con chưa giúp. Mặt ai đẹp? Mà con chưa đẹp. Trong đây nữa nè. Tôi về bên đó. Biết rồi, tôi biết rồi. Tôi về, tôi về. Em cái cháu bé này là được bao nhiêu tháng? Dạ 8 tháng mấy á. Ở đâu mà mình có cơ duyên này mà mình nhận được bé về vậy em? Dạ bé ở đây thì ở bệnh viện bỏ rơi bệnh viện á, xong rồi ở trên thương binh xã hội á, người ta điện cho sư, xong sư lên nhận rồi sư ẩm về thì em chút xíu và bị thiếu như thế, thiếu tháng hay sao chút xíu như con mèo á, mà giờ nuôi lớn được gì mấy người nha. Bây giờ em 9 tháng rồi hả? Dạ 8 tháng mấy, còn 9 tháng. Đứng chừng được chưa? Dạ dính dách đứng lên được, bò được. Có cháu ăn cháo rồi uống sữa, có ăn cơm không? Dạ có. Còn bé chưa ăn cơm, ăn cháo, cháo xay nhuyễn. Ai là cái bé không? Bé này nước này đang ở trong phòng. Uh-huh. Mới bỏ chính điện rồi. Dạ bỏ trên điện, em bé mới có 3 tháng đây nè. Trong phòng, đang nằm trong phòng. Bỏ trước chùa của mình luôn. Dạ trong trên chính điện mình luôn. Trong chính điện luôn. Dạ. Là ai là người phụ trách mà chăm cháu nhiều nhất em? Phụ trách chăm cháu là cái chị kia. Dạ. Đâu còn cháu là 3 tháng nữa. Dạ trong này. Các chị thăm bé. Bật liền lên nha. Ồ, cháu nhỏ xíu à. Dạ, em mới 3 tháng thôi nè. Có nghĩa là ẩm để trước chánh điện rồi mình ẩm cho mình nuôi thôi. Dạ, chánh điện luôn. Thế là mình... Bí Nhàn là người phụ trách ở đây hay Bí Nhàn? Dạ. Em phụ giúp ở đây hả? Dạ. Hả? Bí trà, bí gắn, ăn gắn rồi. Thương quá trời. Đấy là có 3 tháng à, bị...
Em làm ở đây hàng ngày sao biết? Ở đây luôn chị, em ở đây luôn hả? À, thương quá, thôi rồi quay cháu chút xíu thôi anh. Ở đây nói chung là cũng có mấy chị em với nhau. À. Chăm. Đây là những cái giường ngủ của cháu về buổi trưa. Đi, đi. Coi kìa, mỗi cháu nó nằm mỗi kiểu. Dạ. Nó thích nằm gì kiểu nào nó nằm. À, nó thích nằm kiểu nào nằm à. Có mấy cái giường bí xíu dễ thương quá. Ngủ đi con, ngủ đi. Ừ. Mấy cháu lớn thì nó trải bữa trưa nó trải chiếu nó nằm ở ngay cái góc này nè. Tại vì ở đây mấy chị lau sạch sẽ hết rồi. Ở trong những cái phòng này là những cô chú mà lớn tuổi bệnh tật ở trong đó. Ừ. Tai biến nè. Rồi không có ai nuôi đó phải không em? À, không có người thân. À, ở đây bà ngoại một. Tôi Lê cũng hạn chế quay những cái cô chú bệnh tật ở đây. Ở đây bên trong là có cái người ngoại mù nằm ở trong phòng á. Thôi chị chào tạm biệt mới đi em, chị quay bên sư nha. Nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em bỏ rơi, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi không nơi nương tựa và người khuyết tật. Dạ thưa chú. Dạ thưa con. Cô có cái bộ ghế này đẹp quá. Mát thôi cô, ngồi lên nó mát thôi. Cảm ơn chị. À, dạ thưa cô. Dạ, xin giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn. Đây là cô Tịnh, trụ trì chùa Phật Bổ tại thôn Ninh Thọ, thôn Xuân Mỹ. À không, thôn Ninh Mỹ, xã Ninh Thọ, thuộc thị xã Ninh Hòa. À, dạ thưa cô, sáng nay đến đây á, con có một xíu phần quà rồi con để treo bên các cháu rồi. Đây là cái phần quà của một người em tên Vân ở xe. Ngồi những cái phần quà đó đây thì người em Vân có gửi cúng dường 1 triệu. Dạ, dạ một phần. Dạ. Dạ, còn đây là cái phần của con cắt. Dạ, 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 mô Phật, dạ. Dạ, mô Phật, cô xin thay mặt chùa Phật Bửu, thay mặt mái ấm chùa Phật Bửu, thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay nhận được cái sự yêu thương từ chị, Vân. Chị gì? Từ chị Vân. Đã gửi những cái món quà về tịnh tài, gồm có tiền, gồm có sữa, bánh, trái, gạo, bánh, bim bim, các kiểu. Vừa lúc nãy để trao những cái phần bánh cho các con rồi, các con rất là vui. Xin thay mặt mấy ấm gửi lời cảm ơn đến gia đình chị Vân. Anh em chị Vân và trong gia đình mình với lời chúc thật là nhiều sức khỏe, nhiều an lành và luôn luôn nhận được sự trợ duyên, hỗ trợ, thương yêu từ các bậc Bồ Tát, Đức Phật. Xin cầu nguyện những công đức lành đến với gia đình mình. A Di Đà Phật. Yeah. Cảm ơn gia đình chị, anh chị. Vậy thưa cô, dạ. Con muốn biết là tại
cái chùa của mình thì tổng cộng người lớn và trẻ em có bao nhiêu người hết con? Dạ hiện tại thì trẻ em là 52 trẻ. Dạ từ từ con, anh quay phía góc bên của cô cho cô đẹp. Dạ à, hiện tại là trẻ em là 52 trẻ. Dạ. À, người lớn thì 13. Dạ. Tổng cộng là 65. Dạ, à, trong 13 người lớn thì có 6 cụ già. Ồ, dạ. 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 Mà lúc nãy con quay bên đó cô không có nhìn thấy cụ về. Mấy cụ nằm trong phòng nặng lắm, nằm tai biến nè, mù nè. Ồ. Dạ, rồi những cái vị mà đi được á thì ở bên cái khu bên này. Ủa, còn một cái khu, nữa, dạ còn một khu nữa dạ. Thì các cụ đi được mà cũng đi được mà theo cái nghĩa là cũng nặng. Dạ. Đi mà đi quanh ở chỗ dạ. Mình thôi. Dạ. Lúc nãy con quay đó con thấy mấy cụ nằm ở trong phòng con ngại quá thôi con dạ. Không dám chia sẻ dạ. Lên. Dạ. Thôi thì con quay cái cảnh quen hết cái dạ. Chùa của mình thôi. Dạ. Cho cô chú xem tại có nhiều cô ở xa. Dạ. Họ nói là muốn quay muốn xem thôi cái cảnh quen chùa Phật cổ của mình như thế nào. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn chị. Thì thôi mình đến đây mình thăm để sư cô có thời gian sư cô tiếp nhiều khách lắm. Dạ thôi con xin mô Phật, con dạ. Xin tạm biệt dạ. Cô. Xin hồi hướng công đức lành ha. Dạ, mô Phật. Dạ. Dạ. Con về cô. Dạ. Dạ, mà lúc này chị không chị cô. Alo cô trước nha. Rồi có thể bữa nào tiện á, thuận duyên á, mời dạ. Ăn cơm. Cô ăn chay trường luôn rồi. Dạ, ăn chay trường. Dạ. Ồ, giỏi quá. Dạ, về đó là cảnh quan của chùa Phật Bổ. À, đây là mái ấm của chùa Phật Bổ. Tô Lê cũng quay sơ lược cái cảnh quan ở đây thôi. Tại ở đây thì cháu nhỏ rất là nhiều. Mà quay đưa hình ảnh lên nhiều quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng bản quyền YouTube. Dạ, đó là một vài cái cảnh sinh hoạt của các cháu ăn, ngủ, nghỉ ngơi tại đây. À, nghe cô tâm sự thì tổng cộng ở đây là có 67 người, từ người lớn và trẻ em. Đến đây thì tôi lên cảm thấy mình rất là thương các cháu. Nếu mà có thời gian rảnh rỗi, các khả năng là tôi lên cũng sẽ đến đây để phụ giúp một tay, có thể chăm sóc, tắm rửa phụ cho các cháu tại đây. Tại mình thấy thương quá chừng luôn. Thôi thì tôi lên cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn để luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube tôi lên. Tôi lên xin cảm ơn một người em tên Vân ở xa, cảm ơn chị Thảo. Có những cái món có những cái bao gạo yêu thương trao đến cái mái ấm chùa Phật Bổ. Cảm ơn Yên Vân để chia sẻ những cái món quà sữa, bánh, kẹo rồi cho các cháu ở đây. Cô Lê xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo. Xin chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành. Bye bye.